tuần 7. Đọc Tháng 66 tuần 7. Và cũng như thường lệ, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra bài cũ. Trước khi mới sẽ kiểm tra bài cũ. Cô chị nói dối ba mình đi đâu? Cô chị nói dối ba mình đi đâu? Thầy mời Ngân nào, Ngân giơ tay giỏi nào. Cô chị nói dối mình đi đâu? Ngân. Dạ thưa ta sẽ đi học nhóm. À, học nhóm. À, thầy mời Bảo Hân. Bảo Hân. Dạ thưa cô chị nói dối ta đi học nhóm. À, thầy mời Khôi. Thầy mời Khôi. Dạ cho thầy. À, cho thầy là cô chị là cô đi học nhóm rồi, đúng rồi. Cô chị nói dối ba mình là đi học nhóm nhóm nhưng lại đi chơi và đi xem phim. Chị nói dối ba mình học nhóm nhưng lại đi chơi và xem phim. Câu chuyện này khuyên chúng ta điều gì? Có nhớ câu chuyện khuyên chúng ta điều gì không? Ngân nào, Ngân. Dạ thưa thầy là câu chuyện nào khuyên chúng ta là không được nói dối. À, khuyên chúng ta không được nói dối, đúng rồi. Chuyện khuyên chúng ta không nên nói dối vì nói dối là một tính xấu, là mất lòng tin và lòng tôn trọng của mọi người đối với mình. Đó là nội dung của câu chuyện của tiết đọc là tuần trước, à, chị em tôi, trong bài chị em tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ đi học về một cái chủ điểm mới trên đôi cánh ước mơ. Chúng ta sẽ học về cái chủ điểm về ước mơ của thiếu nhi các con. À, mơ các con đấy, như thế nào trên đôi cánh ước mơ, tức là nói về những cái ước mơ của con người chúng ta, nói chung của nhân loại, của con người, à, đối với cuộc sống này như thế nào. Và cụ thể ở trong cái bài tập đọc ngày hôm nay thì cũng tôi nói tới một ước mơ, và đây là ước mơ của một chú bộ đội, à, một ước mơ vô cùng giản dị nhưng mà vô cùng thiêng liêng và cao cả, được thể hiện trong cái bài tập đọc Trung thu độc lập. Trung thu độc lập. Và đây là một tác phẩm của nhà văn Thép Mới. Tác phẩm rất là hay của nhà văn Thép Mới. Và nhà văn Thép Mới này cũng là một trong những cây đại thụ trong cái nền văn học của nước nhà của chúng ta ở trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. À, các tác phẩm của ông thì xoay quanh đến chủ đề về chiến tranh. Và đây là nhà văn Thép Mới. Và nhà văn này là sinh năm 1925 và ông mất năm 1991. Thép Mới tên thật là Hà Văn Lộc. Ông là một nhà văn nổi tiếng của nước ta. Ông chuyên viết về đề tài chiến tranh. Quê ông ở Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội ngày nay. Đấy. Đây là đôi nét thầy giới thiệu sơ qua về cái tác phẩm, à, về tác giả Thép Mới này. Và các con sẽ được gặp cái tác giả Thép Mới này ở trong cái chương trình văn học đấy, ở trong cấp 2 cũng như cấp 3 các con sẽ được gặp lại tác giả này nữa. Ông là một tác giả rất là nổi tiếng. Và đây là bài Trung thu độc lập đấy, và các con lắng nghe đọc bài. Các con có thể theo dõi ở trong sách Trung thu độc lập. Đêm nay anh đứng gác ở trại, trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới Trung thu và nghĩ tới các em. Trăng đêm nay soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý của các em. Trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của các em. Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai. Ngày mai các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. 10-15 năm nữa thôi, các em sẽ thấy dưới ánh trăng này dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện. Ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn vui tươi. Trăng đêm nay sáng quá, trăng mai còn sáng hơn. Anh mừng cho các em vui Tết Trung thu độc lập đầu tiên. Và anh mong ước ngày mai đây, những Tết Trung thu tươi đẹp nữa sẽ đến với các em. Thép Mới. À, đây là bài Trung thu độc lập, à, nói về cái suy nghĩ của cái anh bộ đội
Và đây là tác giả của chúng ta, nhà văn thép mới. Đứng gác ở trong cái đêm trăng trung thu, và tác giả liên tưởng mơ tưởng tới những cái trung thu sau này còn tươi đẹp hơn, và nó tươi đẹp như thế nào và kể làm sao, thì chúng ta sẽ đi lần lượt qua từng hoạt động của bác ngày hôm nay. Bài này chia làm 3 đoạn, đây là đoạn 1, đây là đoạn 2, đoạn 3. Đấy, tương ứng với 3 lần xuống dòng đấy. Đoạn 1 là từ đêm nay cho đến chỗ là thân thiết của các em. Đoạn 2 là anh nhìn trăng mà nghĩ tới ngày mai cho đến chỗ là vui tươi. Đoạn 3 đoạn còn lại, Long đọc cho thầy đoạn 1, Trâm Anh đọc đoạn 2 và bạn Ngân đọc đoạn 3. Anh đọc trung thu độc lập. Đêm nay anh đứng gác ở trại, trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh mang mát, nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. Trăng đêm nay soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý của các em. Trăng sáng mùa thu vàng vọt chiếu khắp thành phố làng mạc núi rừng nơi quê hương thân thiết của các em. Thưa thầy, em đọc anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai. Ngày mai các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. 15 năm nữa thôi các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này dòng thác nước đổ làm chạy máy phát điện ở giữa biển rộng. Cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thảm rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn vui tươi. Trăng đêm nay sáng quá, trăng mai còn sáng hơn. Anh mừng cho các em vui Tết Trung Thu độc lập đầu tiên, và anh mong ước ngày mai đây, những Tết Trung Thu tươi đẹp hơn nữa sẽ đến với các em. Rồi, các con nhớ đọc thêm tên tác giả là Thép Mới này nhé. Rồi như vậy là các con đã nghe ba bạn trong lớp của mình đọc nối tiếp ba đoạn này. Và nhiệm vụ của các con là sau tiết học này, sáng ngày mai, các con sẽ luyện đọc lại cái bài Trung Thu độc lập. Nghe nhé. Và làm đừng để thầy nhắc nhiều, năm ngày nào thầy cũng nhắc. Đấy. Các con sẽ quay lại cái video này và gửi lên đường link Ajota để thầy chấm nhé. Gửi lên đường link Ajota để chấm cái phần để đọc của con. Em không quay được. Ai? Quay bằng điện thoại. Em quay bằng điện thoại, em quay trước bằng điện thoại, sau đó khi quay điện lại lưu trong điện thoại rồi em đẩy lên thì mới được. Còn em quay trực tiếp thì nó sẽ khó, không quay được đâu. Em quay bằng điện thoại, quay xong rồi em đẩy lên trên đường link IOTA. Nhà đổ mi gần nhà bạn nào? Mi gần nhà bạn nào trong lớp mình? À, thì có thể tới nhờ nhờ bạn Vân nhé. Nếu làm không được thì tới nhờ nhà bạn Vân. Bạn Vân làm tốt rồi nhé. À, bây giờ các con lấy bút chì ra gạch chân những cái từ ở trong bài. Trăng ngàn, trăng ngàn, cái từ trăng ngàn gạch chân với những từ mà thầy bôi đỏ đấy. Trăng ngàn, man mác, man mác thì các bạn phát âm là thành là man mác đấy. Cái từ này dễ đọc dễ sai, man mác, nhưng mà sẽ có bạn đọc là man mác đấy. Vằng vặc, man mác, vằng vặc, vằng vặc, vằng vặc, vằng vặc. Vằng vặc, phấp phới, phấp phới, phấp phới, phấp phới. Phấp phới. Chi chít, chi chít, chi chít.
và bát ngát. Bát ngát đấy, những từ thầy in in màu đỏ đấy, thầy bôi đậm màu đỏ đó, là những từ đó khi các đọc thì các con chú ý là chúng ta đọc nhấn giọng vào những từ ngữ đó, và những từ ngữ này là những từ ngữ con dễ đọc sai nữa, dễ đọc sai, và dễ đọc sai nữa. Trăng ngàn, trăng ngàn thì đọc mẫu đó. Man mác, vằng vặc, phấp phới, chi chít, bát ngát. Rồi đọc cho thầy những từ này. Itani, Itani. Thưa thầy em đọc trăng ngàn, mang mắt, vàng vặc, phấp phới, chi chít, bát ngát. Rồi thầy mời Gia Tuệ. Trăng ngàn, mang mắt, vàng vặc, phấp phới, chi chít, bát ngát. Thầy mời Chí. Dạ thưa thầy em đọc trăng ngàn, mang mát, vằng vặc, phấp phới, chi chít, bát ngát. Rồi các con về nhà luyện đọc thêm với thầy nhé. Anh mừng cho các em vui Tết Trung Thu độc lập đầu tiên, và mong ước ngày mai đây những Tết Trung Thu tươi đẹp hơn nữa sẽ đến với các em. Ở đoạn này chúng ta sẽ nhấn giọng ở từ mừng, từ đầu tiên, từ mong ước và từ đẹp hơn. Thầy mời bạn Nam đọc thầy đoạn này nào. Nam. Dạ thưa thầy đọc. Anh mừng cho các em vui Tết Trung Thu độc lập đầu tiên, và anh mong ước ngày mai đây những Tết Trung Thu tươi đẹp hơn nữa sẽ đến với các em. Ngân, Ngân. Thưa thầy em đọc. Anh mừng cho các em vui Tết Trung Thu độc lập đầu tiên, và anh mong ước ngày mai đây những Tết Trung Thu tươi đẹp hơn nữa sẽ đến với các em. Khôi, Khôi. Anh mừng cho các em vui Tết Trung Thu độc lập đầu tiên, và anh mong ước ngày mai đây những Tết Trung Thu tươi đẹp hơn nữa sẽ đến với các em. Cẩm Vân, Cẩm Vân, Cẩm Vân, Cẩm Vân. Thưa thầy em đọc bài anh mừng cho các em vui Tết Trung Thu độc lập đầu tiên, và anh mong ước ngày mai đây những Tết Trung Thu tươi đẹp hơn nữa sẽ đến với các em. Rồi. Và chúng ta sẽ đi vào cái phần giải nghĩa từ, tức là giải nghĩa một số từ khó. Tết Trung Thu độc lập. Tết Trung Thu năm 1945, sau ngày nước ta giành độc lập. Đây là Tết Trung Thu đầu tiên, tức là sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập và khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và cái Tết Trung Thu của cái năm đó là cái Tết Trung Thu đầu tiên. Đó. Trại, viết tắt của từ doanh trại. Trại, viết tắt của từ doanh trại là nơi bộ đội đóng quân. Đây, các con đi thấy ở ngoài phức A là chúng ta, đi ngoài phức A chúng ta thấy cái chữ là doanh trại quân quân đội nhân dân Việt Nam. Đó. Nó gần ở chỗ quảng trường. Đấy, doanh trại quân nhân, đây là doanh trại nơi bộ đội đóng quân. Trăng ngàn, trăng chiếu lên vùng núi rừng. Ngàn ở đây tức là rừng, từ ngàn này tức là chỉ rừng, tức là trăng chiếu trên vùng núi rừng. Đây, đấy, trăng chiếu trên vùng núi rừng này được gọi là trăng ngàn. Non ngàn người ta gọi là non ngàn, tức là núi rừng. Nông trường, cơ sở sản xuất lớn về nông nghiệp do nhà nước tổ chức và quản lý. Đây, ví dụ như nông trường chè Mộc Châu ở Lai Châu.
đây là cái nông trường nơi sản xuất chè lớn nhất cả nước của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phần tìm hiểu bài, sang phần phần tìm hiểu bài. Và lưu ý ở trong cái phần tìm hiểu bài này nó sẽ liên quan đến cái bài tập ở trên Azota, tức là cái bài tập ở trên Azota của chúng ta. Nội dung những cái câu hỏi này nó sẽ nằm ở ở trên bài tập Azota, nên hôm nay các con chú ý lắng nghe, trả lời tốt thì ngày mai các con sẽ trả lời làm bài tốt ở trên Azota. Anh chiến sĩ nghĩ tới Trung thu và các em nhỏ vào thời điểm nào? Thời điểm anh chiến sĩ này đã làm gì? Có ở trong đoạn 1. Ở trong đoạn 1 các con đọc thầm đoạn 1. Ngân nào. Dạ thưa thầy, là anh đứng gác ở trại. Anh đứng gác ở trại. Đúng rồi. Cái thời điểm anh chiến sĩ nghỉ tới Trung thu của các em nhỏ là vào thời điểm anh đứng gác ở trại trong đêm Trung thu độc lập đầu tiên. Thầy nhắc lại, anh chiến sĩ nghĩ tới Trung thu và các em nhỏ vào thời điểm là anh đứng gác ở trại trong đêm Trung thu độc lập đầu tiên. Đấy. Anh đứng gác, anh chiến sĩ nghĩ tới các tới Trung thu và các em nhỏ là cái thời điểm mà anh đang đứng gác ở trại trong cái Trung thu, dịp Trung thu đầu tiên của nước Việt Nam độc lập đầu tiên của nước chúng ta. Đấy. Và cái nội dung câu hỏi này nó sẽ có trên, các con sẽ gặp lại ở trên Azota. Câu thứ hai cũng vậy. Trăng Trung thu độc lập có gì đẹp? Trăng Trung thu độc lập có gì đẹp? Cũng nằm ở trong đoạn 1. Nằm ở trong đoạn 1. Cẩm Vân. Cẩm Vân. Dạ thưa thầy, là trăng ngàn vài gió núi bao la khiến lòng anh mang mát nghĩ tới Trung thu và nghĩ tới các em. Rồi, ai bổ sung thêm không? Ngân à? Khôi chú ý nhá. Dạ thưa thầy, là trăng sáng mùa thu vàng vạc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của các em. Đúng rồi. Trăng ngàn và gió núi bao la là ý thứ nhất. Đầu tiên là trăng ngàn và gió núi bao la. Trăng trói sáng xuống nước Việt Nam độc lập tự do. Và ý cuối cùng, trăng sáng vằng vặc chiếu khắp các thành phố, làng mạc và núi rừng. Như vậy câu hỏi này có 3 ý trả lời. Ý đầu tiên là trăng ngàn và gió núi bao la. Trăng ngàn và gió núi bao la. Ý thứ hai là trăng soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập tự do. Và ý thứ ba, trăng sáng vằng vặc chiếu khắp các thành phố, làng mạc và núi rừng. Các con đã nghe rõ chỗ này chưa? Nghe rõ và hiểu chỗ này rồi thì comment cho thầy số 5. Nghe rõ và hiểu chỗ này là comment thầy số 5. Rồi, các con rất là giỏi. Thầy yêu con rất là nhiều nha. Rồi, các con giỏi lắm. Tuyệt vời. Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao? Các con sẽ đọc thầm với đoạn 2. Đọc thầm với thầy đoạn 2. Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao? Đọc thầm với thầy đoạn 2. Và nó có ở trong đoạn 2 đó. Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai như thế nào? Có những cái gì? Long. Thưa thầy, là dòng thác nước đổ xuống làng, chạy máy phát điện ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Rồi còn gì nữa không? Còn gì là bổ sung nào? Thầy mời Cẩm Vân nào. Trăng của các em sẽ soi sáng như những ống khói nhà máy chi chít cao thẳm rạch rãnh trên đồng lúa bát ngát vàng thơm.
anh tưởng tượng dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện, giữa biển rộng cờ đỏ sao vàng phấp phới trên những con tàu lớn, ống khói nhà máy chi chít cao thẳm, đồng lúa bát ngát, những nông trường to lớn vui tươi. Đấy. Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước ở trong tương lai, những đêm trăng tương lai sẽ có những dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện, giữa biển rộng cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn, ống khói nhà máy thì chi chít cao thẳm, đồng lúa thì bát ngát, những nông trường to lớn và vui tươi. Cái câu hỏi này cũng có ở trên Arota, và nhớ trên câu hỏi Arota là thầy có ra những câu hỏi đánh lừa đó nha, nên phải đọc thật kỹ câu hỏi, thấy câu hỏi nào đầy đủ đáp án nhất, nhiều nhất, đầy đủ đáp án nhất thì đó là câu hỏi đúng, và các con sẽ lựa chọn đáp án đó nha. Anh tưởng tượng dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện, giữa biển rộng cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn, ống khói nhà máy chi chít cao thẳm, đồng lúa bát ngát, những nông trường to lớn vui tươi. Đây là vẻ đẹp của đêm trăng tương lai. Đây chính là vẻ đẹp của đêm trăng tương lai. Vẻ đẹp của đất nước trong tưởng tượng rất hiện đại và giàu có. Vẻ đẹp trong tưởng tượng đó thì có gì khác với đêm trăng trung thu độc lập? Thì nó là vẻ đẹp của đất nước trong tưởng tượng thì rất là hiện đại và giàu có. Cái câu này cũng có trên Ajota nhé. Vẻ đẹp của đất nước trong tưởng tượng rất hiện đại và giàu có. Còn hiện tại, đêm trung thu độc lập đầu tiên, đất nước còn đang nghèo, bị chiến tranh tàn phá. Đó là điểm khác biệt giữa hai đêm trung thu. Đêm trung thu tương lai thì vẻ đẹp của đất nước ở trong tưởng tượng thì rất là hiện đại và giàu có. Còn hiện tại thì đêm trung thu độc lập đầu tiên, đất nước đang còn nghèo và bị chiến tranh tàn phá. Đó là điểm khác biệt. Vẻ đẹp đất nước trong tưởng tượng thì rất hiện đại, giàu có. Còn hiện tại, đêm trung thu độc lập đầu tiên, đất nước còn đang nghèo và bị chiến tranh tàn phá. Cuộc sống hiện nay có những gì khác, gì giống với ước mơ của anh chiến sĩ năm xưa? Các con thấy rằng ước mơ của anh chiến sĩ năm xưa với cuộc sống bây giờ thì có gì giống không? Có không? Có rất nhiều luôn. Và nó đã trở thành hiện thực rồi. Tất cả những ước mơ của anh chiến sĩ, của nhà văn thép mới bây giờ đã trở thành hiện thực, và thậm chí nó còn hơn như thế nữa. Đấy. Dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy nhà máy phát điện. Chạy máy phát điện chính là những cái nhà máy phát điện, nhà máy thủy điện Hòa Bình. Đấy. Từ những cái dòng thác nước đổ này, nó đổ xuống làm cho cái tu bin của nhà máy là quay này. Và cái điện của chúng ta đang dùng, các con đang dùng đấy, thì cũng được dùng từ cái thác nhà máy thủy điện Hòa Bình này này. Đấy. Ước mơ đầu tiên của nhà văn thép mới đó là dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện, tức là sẽ có những nhà máy thủy điện, và ước mơ này đã thành hiện thực này. Có rồi, có rất nhiều luôn. Ở gần chúng ta nhất ở Tây Nguyên chúng ta là có nhà máy thủy điện Italy. Đấy. Ở trên cái thác Italy. Rồi, nhà máy thủy điện Lai Châu này. Đấy. Nhà máy thủy điện Lai Châu này. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới ở giữa cái biển rộng bao la, có đây rồi, những con tàu tuần duyên. Đấy. Những con tàu tuần duyên, ở trên con tàu đó thì có những chiếc là cờ đỏ sao vàng bay tung bay phấp phới, và đang con tàu này là của cảnh sát biển Việt Nam. Đấy, đang tuần tra ở trên vùng biển Đông của chúng ta. Tàu ngầm. Đấy. Trên cái tàu ngầm nó cũng có những cái lá cờ đỏ sao vàng của chúng ta. Rồi đến những ống khói nhà máy chi chít, tức là những khu công nghiệp rất nhiều. Ở chúng ta cũng có, mà nhiều nhất là Đồng Nai, Sài Gòn, Bình Dương. Đấy. Ở phía Bắc thì có Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh. Đấy, đã có những khu công nghiệp và có những cái ống khói chọc trời như thế này. Rồi những cánh đồng bát ngát thì chúng ta thấy ở chúng ta này, là có những cánh đồng bát ngát, và vào mùa lúa chín thì nó tạo ra một cái màu vàng rất là trù phú ấm no. Thì vừa rồi chúng ta mới kết thúc mùa gặt đấy. Đấy, có đấy, đồng lúa này, những đồng lúa đấy, cánh đồng lúa vàng này, vàng ươm.
có nông trường chè Mộc Châu, Sơn La. Nông trường chè. Đó. Có nông trường Mộc Châu này, nuôi bò sữa này, sữa mà chúng ta uống ấy, sữa tươi chúng ta uống đấy, là được sản xuất từ cái nông trường này, từ những chú bò ở trên cái nông trường Mộc Châu, Sơn La này. Nông trường cao su ở Đắk Lắk của chúng ta thì có nông trường cao su, nông trường cà phê. Đấy. Vậy em mơ đất nước chúng ta mai sau phát triển như thế nào? Long nào, con mơ đất nước chúng ta sau này như thế nào? Không phải là hết Covid. Hết Covid rồi. Ngân nào? Rất thiết thực. Ngân. Con mơ đất nước chúng ta sau này như thế nào? Sẽ phát triển như thế nào? Thầy là có giàu có không, có hiện đại không, có văn minh không? Rồi con suy nghĩ thêm nhé. Chúng ta sẽ mơ đất nước của chúng ta ngày thầy mơ này. Thấy bạn Long có một ước mơ rất là tốt, rất là thiết thực, rất là đáng khen ngợi và rất là nhân văn, đó là mơ đất nước chúng ta sẽ hết Covid. À, khi hết Covid thì kinh tế của chúng ta sẽ phục hồi, sẽ phát triển và đất nước chúng ta sẽ tiếp tục phát triển giàu đẹp. Và Italy nào, con mơ gì nào? Italy. Dạ thưa thầy là nước ta sẽ trở nên giàu có và văn minh hả? Rồi. Chúng ta sẽ giàu có, đất nước chúng ta sẽ giàu có, sẽ văn minh, sẽ mọi người sẽ được ấm no, sẽ được hạnh phúc, sẽ buôn làng của chúng ta, nơi chúng ta ở sẽ mọc lên nhiều nhà cao tầng. Đấy, nhà nào cũng có ô tô, cũng có phương, rồi đường xá đi lại thì là thuận lợi, hai bên đường thì có điện đường sáng trưng, có những hàng cây xanh bóng mát, vân vân. Chúng ta có quyền mơ về một đất nước tươi đẹp, giàu mạnh và hùng cường. Chúng ta sẽ mơ cho đất nước của chúng ta trở thành một quốc gia giàu đẹp, hùng cường, hùng cường như mong ước của Bác Hồ đấy. Làm có thầy bài nội dung bài tập đọc này nào, thầy mời Ngân nào. Dạ thưa thầy, em đọc nội dung bài tập đọc nói lên tình yêu thương các nhỏ của anh tiến chiến sĩ, mơ ước của anh về trong đêm trung thu độc lập đầu tiên của đất nước. Rồi, Lâm nào. Lâm. Rồi, nội dung bài tập đọc nói lên tình yêu thương các em nhỏ của anh chiến sĩ, mơ ước của các anh về tương lai trong đêm trung thu độc lập đầu tiên của đất nước. Trâm Anh nào. Thưa thầy, em đọc nội dung bài tập đọc nói lên tình yêu thương các em nhỏ của anh chiến sĩ, mơ ước của anh về tương lai trong đêm trung thu độc lập đầu tiên của đất nước. Rồi. Với đọc bài này chúng ta sẽ đọc toàn bài với giọng nhẹ nhàng, thể hiện được sự niềm vui, niềm tự hào, niềm mơ ước của anh chiến sĩ. Khi đọc bài này chúng ta đọc toàn bài với giọng nhẹ nhàng, thể hiện được niềm vui, niềm tự hào, niềm mơ ước của chiến sĩ. Đọc cho thầy đoạn đầu tiên này, đoạn 1, là thầy mời Long. Thưa thầy, trung thu độc lập, anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai. Ngày mai các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. 10, 15 năm nữa thôi, các em sẽ thấy những cụ dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện ở giữa biển trậu cờ đỏ sao vàng phấp phới, bay trên những con tàu lớn, trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít cao thẳng thẳm rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn vui tươi. Thầy mời Italy à. Thưa thầy, em đọc trung thu độc lập, anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai. Ngày mai các em có
có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. 10-15 năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện. Ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn trăng. Của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít cao thảm rải trên đồng lúa bát ngát bụi vàng thơm cùng với nông trường to lớn vui tươi. Rồi rồi, về nhà nếu con luyện đọc, luyện đọc bài, luyện đọc lại bài và trả lời lại các câu hỏi và hoàn thành bài tập ở trên hệ thống IOTA và chuẩn bị là xem trước ở cái bài phần 8. Rồi cái tiết tập đọc của chúng ta, thứ nhất của chúng ta là kết thúc và các con lại được nghỉ giải lao, được nghỉ giải lao 5 phút, nghỉ giải lao 5 phút.